Collagen tăng cân nhanh, miễn dịch khỏe. Ai đi qua tháng ngày, đi qua những khờ dại. Ngược dòng sông ấy, nước mắt trong lành cội nguồn. Như chiếc lá, như cành cây khô gầy rụng trước gió. Cuộc đời vẫn thế, vẫn sinh ly từ biến. Đừng quên năm tháng được gần mẹ cha, đừng quên câu nói mai này con sẽ hiểu. Một ngày khi nghĩ về những gió mưa nhọc nhằn, nặng tiếng lòng, rồi hành trang ấy ai sẽ mang khi lìa chân. Như hạnh phúc, như tình yêu, vốn đâu cần nguyên do. Cuộc đời vẫn thế, có yêu thương, thù hận. Đừng như mây gió nhẹ nhàng trôi đi, đừng quên yêu thương nơi làng quê mái nhà. Rồi ngày sau nghĩ về những tháng năm vô thường, nặng tiếng lòng. Nơi đây còn bao tiếc nuối, nhớ thương đầy vơi. Nhẹ lòng ai đi qua mênh mông dòng sông, ngước mắt nhìn về trong tim còn lại. Hôm nay chú thấy khỏe hơn không? Tôi cũng khỏe, cảm ơn cô. Dạ. Chú, hôm nay con co bỏ thêm thuốc cho chú nè. Trong đây có sữa nè, rồi mì gói, dạ, có bánh nữa. Chú dùng đi nha. Khi nào hết á, con ghé ngang con đưa chú nữa. Cô tốt bụng quá. Cảm ơn cô ăn nhiều lắm, dạ, nha. Con đi nha chú. À, dạ. Qua xe mới về rồi đó chị. Hôm nay ngày mấy vậy chị? Dạ là ngày 20 tháng 10. Là ngày... Chị chọn qua hồng tặng mẹ đi, em gói miễn phí cho chị. Ừ, không cần đâu, lấy cho tôi 10 đó sen trắng. Dạ chị. Ừ. Chị nghe nè. À, vậy bây giờ chị đón xe ra nhà máy luôn.
khoảng 30 phút nữa thì em xuống là khớp giờ đón chị luôn á. Ừ, ok em. Mua qua hả em? Chị bó cho em hoa sen trắng nha. Ừ, chờ chút nha. Con nghe nè má. Con đang ở đâu vậy? Má gọi con giống như là gọi đò vậy đó. Má đang ở nhà của con nè. Về nói chuyện với má đi. Con đang đi làm mà má. Có chuyện gì thì má cứ gọi điện thoại cho con, nói là được rồi. Qua nhà con làm chi? Nhỏ này ngộ ha. Có chuyện thì má mới gặp con chứ. Chứ nếu không thì... Má muốn gặp mặt con. Để nói chuyện đàng hoàng đó mà. Nhưng mà bây giờ con phải... Nếu mà con không về nhà thì má tới công ty đó nghe. Thôi được rồi. Má ngồi đó đi. Con về liền. Chị ơi, hoa của chị nè. Đẹp quá. Bao nhiêu vậy? Dạ 250 chị. Chị gửi, cảm ơn em. Dạ cảm ơn chị. Mẹ ơi, hai ngày nữa là tới ngày giỗ của mẹ rồi. Mới đâu mà 3 năm rồi đó mẹ. Con nhớ mẹ lắm. Còn chưa lúc nào quên được hình bóng của mẹ hết. Con yên tâm đi, má nói được là được. Con An nó sẽ cho má mượn. Con cứ việc đặt cọc cái nhà mà con tính mua đi. Yên tâm đi, con là tất cả của má mà. Tất nhiên là má phải lo cho con rồi. Miễn sao con với con Hiền hạnh phúc là được. Yên tâm đi con nha. Đàn ông là phải có cái nhà, phải không? Má còn... Má để cho anh ba cứ bám váy má và vợ như vậy hoài sao hả má? Má dạy anh ba cái kiểu này rồi đến khi nào anh mới nên người được? Sao con nói chuyện về anh ba con kiểu đó chứ? Con, để chút xíu má gọi lại cho con hen. Dù gì nó cũng là anh của con. Hôm đám cưới nó, con có về dự đâu. Cũng không cho đồng xu cắt bạc nào. Vợ con giàu quá mà. Cho nó mượn chút đỉnh tiền mua nhà không được sao? Chứ không phải má đuổi con ra khỏi nhà sao? Rồi bây giờ má tính mượn con bao nhiêu? Ai đời. Má tới nhà mà không chịu mở cửa cho má vô là sao? Hôm nay má tới mượn tiền con là vì anh ba của con nó cần đổi nhà mà nó không có tiền sẵn. Con cho má mượn đi, sau này má sẽ trả lại cho con nha. Con không phải là không có tiền, nhưng mà anh Tâm anh có nhà sẵn rồi, bây giờ anh chưa có tiền, anh đổi nhà làm chi vậy? Do cái căn chung cư nhỏ quá con, nó muốn đổi sang cái căn lớn hơn cho xứng với nhà con Hiền đó con. Con nói thiệt, nhà chị Hiền bây giờ mà có giàu cỡ nào á thì ông Tâm ông cũng không đua lại bằng đâu. Vì cái chính là con người tầm thường của ảnh á đã không thể sánh bằng rồi. Sao con có thể nói như vậy? Nó là anh của con đó. Nhưng mà anh không có xứng đáng.
ảnh là đàn ông, lớn rồi mà còn sống dựa vào tiền của má như vậy. Còn con nè, ảnh có coi con làm gái của ảnh không? Hay là coi con giống như một con heo để ông bác trói con rồi đưa lên xe ba gác? Con à, chuyện đã lâu lắm rồi, mười mấy năm về trước, sao con cứ để trong lòng hoài vậy? Lúc đó nó còn nhỏ, bây giờ nó khác rồi, con nên tha thứ cho nó chứ. Vậy cách đây 2 năm, ai là người đã tới đây làm loạn rồi bắt con về nhà hả má? Cái đó thì do má sai, nhưng mà cũng do con đó. Con làm ăn cái kiểu gì để cho người ta tới nhà bắt ghen, chửi mắng, rủa xả, nói con giật chồng của người ta, rồi hàng xóm người ta cười vô mặt của má nè. Đó là lỗi của con, tại sao con đổ thừa má? Cái chính là má chưa bao giờ tin con. Bao nhiêu năm nay con tự đứng lên bằng thực lực của con, chưa bao giờ con cảm thấy hạnh phúc khi nhìn về quá khứ của mình. Tất cả những gì mà anh Tâm và má đã dành cho con là những ký ức quá hãi hùng. Cho tới tận bây giờ mà con vẫn đổ lỗi cho má là làm sao? Hả? Con không có thời gian để đôi co với má đâu. Má về nhà đi, cuối tuần sau con về nhà rồi tính. Nhưng mà Tâm, dù Tâm hay ai cũng vậy, ông muốn mượn tiền con thì tới đây gặp con. Con nói thiệt với má là con có nhiều tiền, con sẵn lòng có thể đưa má đó. Nhưng mà đối với ông Tâm, một đồng con cũng tính lãi. Ông tới đây rồi chính ông ký giấy nợ với con đi, rồi nói chuyện sau. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ, chúc mừng anh nhận nhà, có cần gì hỗ trợ gọi em nha. Anh biết rồi. Ở đây bà quản lý làm việc rất chặt chẽ nên là rất an ninh, anh cứ yên tâm đi. Cảm ơn em. Dạ vậy thôi, em xin phép em đi nha. Ok em. Vậy nghe. Nghe lời má đi nha. Được rồi được rồi, má sẽ nói chuyện với nó. Yên tâm đi, chắc chắn là nó sẽ cho má mượn mà. Còn phải chờ cho nó thu xếp đã chứ. Mượn tiền mà, đâu phải tiếng trước tiếng sau là có liền đâu con. Con khoan đặt cọc cái nhà nghe, từ từ đã, nghe con. Má biết rồi. Rồi. Đứng lại. Rốt cuộc là con có cho má mượn tiền hay không? Má, con đã cố gắng đối tiếp má đàng hoàng cách đây 2 năm. Lúc đó má mắng con, má tát con, đến bây giờ má vẫn tiếp tục như vậy. Con không thể nào chịu đựng được nữa. Má đã làm gì sai mà sao lúc nào con cũng đổ lỗi cho má hết vậy? Rõ ràng là con có lỗi. Con đã làm cho má mất mặt trước mặt hàng xóm. Má mượn tiền thôi mà, má mượn thì má sẽ trả, sao con hỗn với má như vậy? Con xin lỗi má, bây giờ con phải đi rồi. Má đi tìm người khác để mượn tiền cho thằng con trai yêu quý của má đi. Con đi đây. An à, An. Má buồn con đây. Con nghe má nói nè. An ơi, nghe má nói nè con. Nghe má nói nè. An à, con nghe má nói đi con. An, má đang nghĩ con đó. An à. An, con nghe má nói nè. An à. An ơi, má đang nỉ con đó. Nghe má nói đi con. An. An à. Con à, nghe má nói đi con. An. An à. Má đang nỉ con đó. An. An ơi. Nghe má nói nè. An. Nghe má nói đi con. Chờ chậm tại con ơi. Nghe má nói nè. An ơi, nguy hiểm con ơi. Dừng lại. Dừng lại. Nhà ở ngoài giùm đi anh. Mong cho họ được bình an.
con thấy trong người sao rồi? Còn đau ở chỗ nào nữa không? Cô ơi, đầu con còn chán nên đau lắm cô. Con có cần cô giúp gì không? Hay là để cô đưa con về nhà nha? Dạ con không cần đâu cô. Thiệt tình cái bà Mỹ này, bỏ bê con cái vậy không à? Phải nói cho bà hiểu mới được á. Con ơi, thôi đừng khóc nữa nha. Nước mắt chỉ làm cho mình yếu thêm thôi, chứ không giải quyết được gì đâu. Con gái con lứa giờ này chưa chịu về nữa. Nhà có giàu có gì hơn ai đâu mà tánh như công chúa vậy. Làm gì cũng rê 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 rê. Con nó bị như vậy mà bà không la thằng Tâm thì không được. Thằng Tâm thì sao? Rõ ràng ông biết nó là con trai, tánh tình tăng động, chọc kẹo em gái chút xíu có gì đâu. Bà nói chuyện nhỏ nhẹ với con gái chút xíu được không? Tôi đã cố gắng vậy lắm rồi. Mấy cái con nhỏ này á, nó càng lớn nó càng ngang ngược hung dữ. Tôi hỏi ông nè, nói vậy á thì làm sao tôi nín tôi nhịn nó được? Thì cái tuổi nó đang ương ngạnh, để từ từ tôi dạy dỗ nó lại nghe bà. Tôi nói thiệt á, ông với nó làm cho tôi cảm thấy ân hận còn hơn là... Thôi mà, đã từng tuổi này rồi, tôi cũng mang ơn bà dữ lắm. Bà đã làm ơn rồi thì làm ơn cho trót đi. Con An nó cũng là con trong nhà mà mình. Thôi bà đừng có giận nữa, tôi có nấu nước mía lau, bà vô lấy uống đi cho nó mát. Tôi nói thiệt á, nếu như mà tôi không thương nó thì làm sao tôi chăm sóc cho nó chứ. Mà tôi hỏi ông nè, nó là con gái mà nó ngang ngược hung dữ như vậy á, rồi lớn lên nó đi lấy chồng, ai chịu nổi nó đây? Thôi tôi biết rồi, bởi vì bà thương nó bà mới la như vậy mà. Bèn ơi, cái áo của thằng Tâm nó sợn cổ hết rồi nè, mai tôi đi kiếm mua cho nó cái áo mới để nó mặc đi học với người ta. Không sao đâu, nó sờn có chút xíu còn mặc được mà. Tiện đâu mà mua mới hoài. Nhà có bốn miệng ăn, một mình tôi đi làm nên đừng có phung phí nữa. Tôi nói bà nghe, tôi nói không phải nịnh bà nghe, chứ bà đúng là cái người phụ nữ nhất cái áp này luôn. Giỏi giang, một mình bà mà nuôi bốn người ăn. Tôi hứa với bà từ đây sắp tới tôi sẽ tiết kiệm, mỗi bữa tôi trích ra ít 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 mua cho thằng Tâm cao mới, không có đụng tới tiền của bà đâu. Thôi, nếu tiết kiệm được thì tiết kiệm đi, đừng có mua cái gì nữa hết trơn á. Thôi được rồi, tôi nghe bà, tiết kiệm hết cỡ luôn ha. Thôi vô nằm nghỉ đi, để tôi làm cho. Đây, có chừng ủi cháy đó. Biết rồi. Chết chà, con An nó còn đang nằm ở bên trạm xá, mình phải lên trên đó còn sao mới được. Ủa An, con về rồi hả? Bà tới lên trạm xá đón con về nè. Trời ơi, con không sao đâu ba. An nè, má con bà lo cho con, cho nên mới la rầy con như vậy. Con gái mình cũng được kiếm chuyện với anh trai, đánh lộn đánh lạo như vậy đâu có được. Nhưng mà anh là người đánh con mà. Cái miệng của con đó, đừng có cãi lèo lẻo với má con với anh con như vậy thì làm sao có chuyện được. Nhưng mà con không có sai, anh đánh con trước mặt bạn bè con chỉ vì cái bánh hồi sáng mà cho. Đã vậy anh không quăng cái vợ chuối để làm con té là anh sai trước mà. Đã vậy còn cương gân cổ lên cãi nữa hả? Ông thấy cái nết đó chưa? Cái nết nó vậy thì ai mà chịu nổi. Nè thôi bà, thôi bà. Tại sao vậy hả? Đang yên đang lành buông cái tay ra. Tự nhiên á, anh xin cái bánh không cho, mày đánh nết còn đổ thô nó nữa. Mày đi vô đây, vô đây cãi tao. Bà, tôi xin bà mà. Con đã nói là cái bánh đó bà cho con, con để dành để chiều con đi học con ăn. Mà anh đánh con, anh giật lại.
con nói là con đau. Con đau lắm mà con biết không? Con đau ở đây nè. Má không có tình con. Má suốt ngày chỉ biết nghĩ cho anh ba thôi. Con ghét má. Con ghét má. Con ghét má. An. An. An ơi. Ở lại đây. Quay lại cho má. An. 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 Chị tỉnh rồi hả? Đây là đâu vậy? Chị bị đa chấn thương, bất tỉnh tới nay cũng đã 2 ngày rồi. Đợi tôi đi gọi bác sĩ và người nhà của chị vào ha. Chị An. Được rồi, cô nằm yên để tôi khám cho. Má tôi đâu chị Lý? Tôi sẽ cho cô đi chụp MRI và X-quang để kiểm tra phổi, thận và lá lách. Cô đã bị đa chấn thương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến. Má không trả lời. Má tôi đâu? Má tôi đâu rồi? Bà. Nè cô ơi. Tôi hỏi má đi. Tôi đâu? Chị ơi, chị bình tĩnh lại đi. Má tôi đâu? Nè cô. Má tôi đâu? Nghe lời tôi. Bình tĩnh lại đi. Nếu cô không nghe, tôi sẽ chỉ định thuốc an thần cho cô đó. Chị ơi. Má. Chị ơi. Nè. Chị ơi. Chị ơi, bình tĩnh lại đi. Chị ơi, bình tĩnh lại đi. Con khỏe lại rồi hả An? Sao con không ở bệnh viện nghỉ ngơi đi? Má ơi, con với má còn nhiều chuyện chưa nói xong mà má. Sao má lại bỏ đi như vậy vậy má? Dẹp ra. Ai cho phép mày xuất hiện ở đây? Trả má lại cho tao. Trả má lại cho tao. Tâm. Anh. Buông ra. Anh ơi. Bình tĩnh đi. Là nó. Nó đã hại chết má. Tâm à, em bình tĩnh đi. Út An nó đang bị bệnh mà em làm cái gì vậy? Má. Chị. Là má đó. Má nằm đây đó. Mày hại má như vậy, vừa lòng má trả mày tâm. Tâm à, con. Trả má lại bình cho tao. Má đây. Bình tĩnh đi em. Má. Bình tĩnh đi. Tâm à. Được rồi. Được rồi. Anh bình tĩnh lại đi. Mày là ai hả? Ai cho phép mày xây dựng chuyện gia đình tao? Tôi là người đã đưa bác gái và cổ vào bệnh viện cấp cứu đó. Vậy là anh. Chính anh là người đã gọi điện thoại cho tôi. Xin lỗi anh, nhà tôi nhiều thứ chuyện, cho nên ai cũng nóng nảy, nên mới thiếu bình tĩnh như vậy. Tôi xin lỗi anh. Không sao đâu. Nhờ cô đưa con gái tôi về bệnh viện giùm. Nó cần được bác sĩ chăm sóc mà. Con à, nghe lời ba, đi về lại bệnh viện đi con. Ở đây á, có ba lo rồi. Con yên tâm đi. Không. Con không cho phép má đi dễ dàng như vậy. Con còn nhiều chuyện muốn hỏi má lắm. Con cấm không cho má đi. Mày cấm miệng. Tao cấm mày gọi má. Mày không xứng đáng. Thôi bà Tâm ơi. Sao ba thừa nhận một đứa giết má như đó hả? Má chết là do anh đó. Mày nói cái gì hả? Mày nói cái gì hả? Mày thôi đi Tâm. Anh làm cái gì vậy? Mày là ai hả? Sao mày xen vào chuyện nhà của tao hoài vậy hả? Thôi mà. Bình tĩnh đi. Anh nên biết điều. Cô ấy đang bị thương rất nặng. Bị thương thì sao chứ? Là nó. Vì nó mà gia đình ta mới mất má. Mày đáng bị nguyền rủa. Mày đáng bị nguyền rủa. Chú. Rốt cuộc hai người có phải là anh em với nhau không vậy? Vì nếu là anh em, không ai đánh em gái mình khi em bị trọng thương như vậy hết. Một đứa trẻ chỉ vừa mới học cấp 3, nó còn nhìn thấy được sự vô lý của người lớn. Anh nên nhìn lại chính mình đi. Thôi
mà. Còn cô nữa, tôi khuyên cô chân thành, sức khỏe của cô như vậy nên quay lại bệnh viện đi, đừng cố chấp nữa. Mình về thôi con. Xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi về trước. Cảm ơn cậu. Bà xin các con đừng có làm mọi chuyện nó rối tung lên nữa, hãy để cho má của con ra đi thanh thản. Các con hãy làm theo lời ba đi mà. Bà xin các con đó. Ba ơi, ba ơi, An, em có sao không? Em thấy khó chịu ở đâu hả? Hay là mình quay lại bệnh viện đi em? Em không sao đâu. Bây giờ em chỉ muốn về nhà một chút thôi. Tại sao mọi người lại quyết định gấp gáp như vậy hả chị? Tại sao mọi người không đợi em tỉnh dậy rồi hãy đưa má đi hả chị? Chuyện này do chú ba quyết định. Anh Thắng thì cũng đồng tình như vậy. Anh nói ngày má mất là ngày xấu, cho nên là đổi ngày an táng má sớm hơn để cho được ngày tốt, cho con cháu hưởng phước phần về sau. Phước phần về sau? Phước phần về sau là em phải gánh tội giết má hả chị? Thực sự thì chị cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà lúc chị điện cho Tâm, Tâm nó nói khi nó gọi cho má, lúc đó là đang ở trước cửa nhà em. Rồi chị nghe là lúc đó má đang mắng em nữa, cho nên ba vô đi. Từ từ ba. Ba ngồi đi ba. Lý. Dạ. Em ra ngoài xe chờ chị đi. Dạ. Em ra ngoài trước. Dạ. Con xin phép cả nhà. Ba uống nước đi ba. Ba. Sẵn mọi người có mặt đông đủ rồi. Công khai vậy chú của má đi ba. 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 Con nói gì vậy Tâm? Má con đi đột ngột, làm gì mà có gì chút hả Tâm? Con nghĩ là có. Lần nào con về đây cũng thấy má kia ghi chép chép, chắc chắn là có rồi. Tâm, chuyện đó nói lúc khác được không? Ba đang mệt mà em nói bậy bạ cái gì vậy? Sao anh không nói là má mất gì anh đi? Anh kêu má qua gặp tôi mượn 1 tỷ để đổi căn nhà khác, để xứng tầm với nhà vợ anh đó. Nói gì vậy anh? Vô khống tôi hả? Bằng chứng đâu? Anh nói với em chuyện mua nhà mới, chẳng lẽ là tiền của em à? Chuyện này không có liên quan gì tới nó hết. Anh không có mượn tiền nó. Còn mày nữa hả? Ngắm máu phun người hả? Đúng.
Tao muốn đổi nhà. Má nói với tao là má sẽ cho tao lô đất này, nhưng mà tao không lấy. Nhưng mà vì mày tao sẽ lấy. Ba, chuyện tới nước này rồi, ba công khai với chút của má đi. Má còn không có nói cái gì với ba hết đó. Thành thử ba đâu có biết ghi chút cái gì gì đâu. Bây giờ ba muốn nghỉ ngơi. Tụi con đi về hết đi để cho ba nghỉ. Dạ, tụi con biết rồi. Để con đưa ba vô phòng nghỉ ngơi nha ba. Mình đi ba. Anh hai, ba, ba nói đi. Tâm, ba đừng nói sao nữa. Hả? Má không bao giờ nói sai đâu. Rõ ràng má đã nói với ba là má đang rao bán miếng đất cho con đúng không? Ba nói đi. Ba nói không, ba không có biết cái chuyện này. Má con không bao giờ nói với ba là bán đất bán đai cái gì hết á. Buông tay tao ra. Trời đi. Trời ơi ba ơi. Có thôi đi không? Ba đã nói như vậy rồi, ai không nghe không thấy gì sao mà còn ép ba nữa. Toàn bộ tài sản của má sau này thuộc về ba. Còn anh và tôi trong căn nhà này không thiếu hụt gì hết. Đừng có mà đòi can thiệp vô. Anh hai, anh là anh lớn trong nhà, anh nói một tiếng công bằng đi, để ba còn nghỉ ngơi nữa. Anh thấy Út An nói đúng đó. Bây giờ ai cũng mệt mỏi hết rồi. Chuyện tài sản đó anh em mình nói sao đi. Bây giờ ba đang mệt, ba đang cần nghỉ ngơi. Anh em mình về để cho ba nghỉ ngơi nha. Không phải là ba cần nghỉ ngơi, mà ba cần giữ lại toàn bộ tài sản của má, để không ai có cơ hội cướp mất. Đồ mất dạy. Mày hết hết Tâm. Đồ anh, mất dạy. Anh mất dạy. Ba má không dạy được mày. Tao dạy mày. Anh định làm gì tôi? Mọi người buông em ra. Chính mày đã giết chết má. Lẽ ra người chết phải là mày mới đúng. Đồ mất dạy. Tâm, buông em ra. Buông em ra. Nó đã giết chết má. Buông em ra. Buông em ra. Buông ra mà. Ba. 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 Ba, ba tỉnh rồi hả ba? Ba thấy trong người sao rồi ba? Hai đứa con dâu đâu rồi? Đừng để tụi nó nghĩ nhà mình nghèo, không có giáo dục đó. Chuyện này ba không có muốn đâu. Ba giữ thể diện cho tụi con đó. Dạ ba ơi, ba về ăn cháo cho khỏe nha ba. Để đó ba con. Dạ. Thúy nè, hay là em với Hiền về trước đi. Ở đây có anh với Tâm lo cho ba được rồi. À, dạ à, cũng sắp tới giờ em đón cô Ben rồi. Với lại à, hay là tối nay anh ở lại chăm sóc cho ba nha. Anh biết rồi. Ừ. Dạ thưa ba con về. Ờ. Dạ. Con cũng về luôn đi Tâm. Ba muốn con đi để khuất mắt ba đúng không? Không, ba không muốn như vậy. Ba cũng không muốn làm phiền con. Con đi về đi. Là sao? Tình trạng sức khỏe của ba làm vậy? Sao ba ở nhà một mình được? Alo, anh nghe nè. Cái gì? Kho xưởng bị cháy rồi hả? Thôi được rồi, để anh chạy về liền. Anh hai à? Ba, Chắc là con tối nay con không ở lại với ba được rồi. Con phải chạy về để giải quyết một chút chuyện riêng. Ừ, về cẩn thận nha con. Bình tĩnh mà xử lý công việc nha. Dạ con biết rồi ba. Hay là vậy, em đưa ba về nhà em ở đi. Chứ anh thấy ba ở đây một mình anh cũng không yên tâm nữa. Cứ để khi nào ba khỏe lại thì tính sau. Để ba về ở với em đi. Ba, con đưa ba về nhà con nghỉ ngơi cho khỏe, rồi sau đó về lại đây nha ba. Ba ở với tao, mày không còn có bất cứ trách nhiệm gì với cái nhà này nữa. Nè anh. Anh cái gì hả? Năm xưa chính mày thề rời khỏi cái nhà này mà. Muốn tao nhắc lại không? Thôi mà Tâm, em bình tĩnh lại giùm anh được không? Hai đứa mỗi đứa nhìn nhau một câu giùm anh đi. Anh đang gặp rắc rối. Hai đứa cứ như vậy làm sao anh đi giải quyết cái chuyện rắc rối của anh đây hả? Ba khỏe rồi, thôi mấy đứa cứ về hết đi. Hiền à, con ra xe ngồi chờ, đợi chồng con đi. Dạ, vậy thôi thưa ba, con xin phép về. Em ra trước nha. Ừ. Em về đi. Út An, anh nghĩ là em nên quay lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe thêm đi. Trong tình cảnh này á, cứ để cho thằng Tâm nó ở với ba là hợp lý nhất rồi. Hai đứa đừng có làm thêm chuyện gì ồn ào nữa. Ba mệt lắm rồi đó. Nhưng mà ba ở đây. Út An, đừng cãi anh hai con nữa. Về bệnh viện đi con, sức khỏe con lúc này là quan trọng nhất. Ba về ở với thằng Tâm vài ngày thôi.
thấy con làm vậy cũng có cái ý của con. Nhưng mà mệt ba quá, con quyết định rồi, ba dắt lại làm cái gì? Ý bà không phải như vậy. Thôi đi, nó hoài. Ủa, chứ không phải mình đi về Sài Gòn hả con? Con để quên đồ ở nhà ba, bây giờ con quay lại lấy. Hiền, chút nữa em ngồi trên xe đợi anh nha. Anh lấy đồ ra liền. Dạ. Ba, tại sao ba không ở đó? Chứ ba phải làm gì? Ba vô phòng ngủ của ba kiếm, con kiếm ở phòng khách. Ủa kiếm gì Tâm? Ba như chút của má, con chắc chắn là má sẽ để lại mà. Lần nào về nhà con cũng thấy má ghi chép hết. Thôi mà Tâm, má còn mới mất, ba không muốn xáo trộn đồ đạc của bà. Ba không muốn xáo hay là ba không dám xáo? Ba sợ là khi kiếm được bản di chúc rồi ba phải chia phần với tụi con, đúng không? Ba nói không có có. Ba không có để di chúc gì lại cho ba hết. Vậy thì ba kiếm thử đi. Được thì được, không được thì thôi. Nhưng mà ba không có muốn. Trời ơi, ba nghe lời con đứng dậy tìm đi. Đi, để con nói hoài à. Buông tay ba ra. Anh làm gì vậy anh Tâm? Anh ép ba tới mức như vậy luôn hả? Ép gì? Ba nói với tao là ba muốn về. Ba muốn quay lại lấy quần áo. Gì vậy? Mày đúng không? Mày đang nghĩ cái gì bậy bạ đúng không? Rõ ràng là anh mới nói với ba là đi kiếm tờ di chúc của má. Rồi bây giờ anh nói là ba quay về lấy đồ nữa hả? Ba nói cho nó nghe đi. Chính là ba kêu con chở ba về đây để cho ba kiếm quần áo đúng không? Nói đi. Ba không đủ đồ mặc, ba mới kêu thằng Tâm chở ba về lấy thêm đồ mặc. Ba. Đó, mày dẫn cái lỗ tai mày nghe đi ha. Mày đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như mày. Ba đừng có sợ, ba cứ nói sự thật đi. Nói đi ba. Ba đi lấy đồ thiệt. Ai lòng bất chính thì tự người đó biết. Mày nói cái gì? Mày ngồi nói lại đi, mất dạy. Ba kiếm tiếp đi ba, kệ nó đi. Kiếm gì nữa con? Kiếm tờ giấy chú. Chết cha, còn cái sổ tiết kiệm. Ủa đi đâu nữa vậy Tâm? Nghe cho khỏe nghe. Rồi ngày mai á, con chở qua bển mình kiếm tiếp cái tờ giấy chút ha. Anh nói nghe nè, cái vụ mà tài sản đất đai của má, anh phải thống nhất với em nghe chưa? Chuyện đã qua rồi, con muốn quay lại cũng không có được đâu. Đó cũng chỉ là tai nạn không ai mong muốn.